Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài toán 8 mũ x trừ 2 mũ x chia cho 4 mũ x trừ 2 mũ x bằng 9. Ở đây ta có 8 bằng 2 mũ 3, 4 bằng 2 mũ 2. Hay thay vào ta có 8 chính là bằng 2 mũ 3, 2 mũ 3 x trừ 2 mũ x chia cho 2 bình phương mũ x trừ 2 mũ x bằng 9. Ta có công thức A mũ M nhân n là bằng a mũ m nhân n. Hay 2 mũ x 3 trừ 2 mũ x chia cho 2 mũ x cả bình phương trừ 2 mũ x bằng 9. Hay 2 mũ x cả mũ 3 trừ 2 mũ x cho 2 mũ x cả bình phương trừ 2 mũ x bằng 9. Ở đây ta nhận thấy 2 mũ x 2 mũ x có 2 mũ x từ có 2 mũ x trừ 2 mũ x mẫu có 2 mũ x trừ 2 mũ x. Ta đặt 2 mũ x làm thừa số chung. 2 mũ x 2 mũ x đặt thừa chung thì lại còn 2 mũ x tất cả bình phương trừ 1 chia cho 2 mũ x 2 mũ x bình còn 2 mũ x trừ 1 bằng 9. Hai mũ x rút gọn cho nhau lên, rút gọn cho nhau còn 2 mũ x tất cả bình phương trừ 1 chia cho 2 mũ x trừ 1 bằng 9. Ta có hằng đẳng thức a bình trừ b bình bằng a cộng b cho a trừ b, và ta có 2x bình trừ 1, đây là a, đây là b. Hay 2 mũ x cộng 1 nhân cho 2 mũ x trừ 1 chia cho 2 mũ x trừ 1 bằng 9. Ta có 2 mũ x trừ 1, 2 mũ x trừ 1 rút gọn lại ta được suy ra 2 mũ x cộng 1 bằng 9. Hay 2 mũ x sẽ bằng một đứa răng còn bằng 8. 8 chính bằng 2 mũ 3. Hay 2 mũ x bằng 2 mũ 3.
cùng cơ số 2 nên suy ra x bằng 3. Vậy bài toán hôm nay có một nghiệm duy nhất x bằng 3. Nếu các bạn thấy video hữu ích hãy đăng ký, like, share cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem.